Hello, xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị trở lại với kênh Nghề Thất Nghiệp. Thì hôm nay đang có mặt tại bến thuyền Tam Cốc này, ở khu du lịch Tam Cốc. Hôm nay nơi đây đang diễn ra lễ khai mạc của đoàn du lịch cảng Tam Cốc. Và đây rất nhiều đây nhá. Đấy, thì đây là mọi người đang chuẩn bị cho buổi lễ. Rất nhiều thuyền đỏ nha. Wow, khu vực này rất là nhiều tây. Cho mọi người ngắm tây tí này. Tam Cốc nha. Đèn tây rất xinh. Hello. Nắng mát. Đấy, tây đấy. Khu vực kia rất này dành cho tây nào. Nhiều. Đây bên này là mọi người ấy nha. Mọi người đang chuẩn bị cho buổi lễ này. Chuẩn bị di chuyển thuyền vào khu vực Tam Cốc. Đến với khu dịch du lịch Tam Cốc của Ninh Bình thì quý vị sẽ được ngồi thuyền đi qua ba hang động. Và trong quá trình đường đi thì quý vị sẽ ngắm mùa lúa chín vàng rất đẹp ở hai bên bờ sông nha. Mùa này là mùa đang tháng 6 này đang lúa chín vàng đẹp lắm. Đấy mọi người, thuyền bắt đầu là di chuyển vào khu du lịch Tam Cốc nha mọi người. Đấy. Và lại cam bay khắp trời. Lắm lắm cam cam. Đây lễ hội sắc vàng Tam Cốc tại khu du lịch Tam Cốc nha. Rất nhiều người để phục vụ cho lễ hội sắc vàng Tam Cốc, tuần lễ Tam Cốc, khu du lịch Tam Cốc tại Ninh Bình.
hai bên là đoàn thuyền rước cờ, ở giữa là đoàn thuyền rước nông sản, 63 loại nông sản của 63 tỉnh thành. Đấy, giữa là thuyền ông xã nha. Dẫn đầu của đoàn thuyền là Phú Yên. Phú Yên. Cả tím à? Cả tím. Đi thứ hai là Đắk Nông. Đắk Nông là bơ. Bình Phước chôm chôm. Bắc Giang là vải. Lai Châu là mận. Vinh là cái gì kìa? Vinh là có gì à? Bạc Liêu, biết rồi. Ninh Bình khoai lang nhá, Ninh Bình. Nông sản của Ninh Bình là khoai lang à? Đấy. Hải Phòng ổi à? Nghệ An là dưa gà. Tây Ninh xoài. Con Tum là bắp cải. Đấy, thuyền nông sản là đi giữa nha. Đắk Nông nhà mình có gì? Có cả Thái Bình, Nghệ An. Đắk Nông đi đầu rồi. Đắk Nông đi đầu rồi ạ? Đắk Nông đi đầu rồi. Tí nữa để người ta quay về. Tuyên Quang à? Tuyên Quang à? Nhiều lắm. An Giang, Thái Bình. Hậu Giang có dứa này. 63 tỉnh thành mà. 63 cái thuyền em ạ. 63 tỉnh thành luôn. Hậu Giang. Thành phố Hồ Chí Minh. Đâu? Bác bảo là tối bác xem răng, còn bây giờ con xem thuyền đi. À, sầu riêng nhà mình đi à. Sầu riêng nhá. Thành phố Hồ Chí Minh. Đắk Lắk. Bánh vía. Sầu riêng. Đắk Lắk sầu riêng. Bình Định chắc bánh gai nào. Thì tính quá. 63 thuyền nông sản của 63 tỉnh thành nha. Nam Định này, Hà Nội. Đi một vòng. Hà Nội chứ. Hà Nội Vịnh Cốm à? Bao giờ con ra đây bắt cho con đi ra đây? Cô Cốm à? Theo đạo. Con Cốm, đặc sản đấy. Bắc Ninh bánh đậu xanh. Bắc Ninh là sung xê. Bánh sung xê. Đây đây. Sung xê đấy. Sung xê. Đây, Bắc Ninh này. Cao Bằng. Cao Bằng bánh này bánh gì đây? Rồi. Đây này. Lạng Sơn. Là có bánh ít. Bánh ấy. Vẫn ít xít ra nhiều đấy nhỉ. Dược liệu bái đính. Dược liệu bái đính. Con buồn việc gì? Lấy nữa ra, mày đưa con con đi chơi. Còn chị bí nè. Đấy. Khánh Hòa.
Khánh Hòa mà lại có cả Hà Lan Côn Bình, Hà Lan này. Chú Ngự. Chú Ngự. Tiền Giang, Điện Biên. Quảng Bình. Mở nháy như quay là lắm mà em. Quảng Ninh. Anh em Bình Dương đâu? Bình Dương. Bình Dương có gì cơ? Măng cột à? Đồng Nai là mít nha. Rất nhiều Thái Nguyên này, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Thanh Hóa. Thanh Hóa nem nem chua. Nem chua, Thanh Hóa này nem chua. Nem chua. Bánh nem chua. Bánh tẻ bánh răng vừa đấy. Trường đường bánh răng này Hưng Yên này làm đấy hơn Thanh Hóa. Hưng Yên đấy là bánh răng. Bánh tẻ bánh răng vừa đấy hay gọi răng vừa đấy. Hà Tĩnh. Hà Tĩnh nhỉ. Rất nhiều nha. Rất nhiều đặc sản nha. Bến Thánh nha. Nơi sẽ đoàn thuyền diễu hành sẽ đi qua để vào Tâm Cốc, khu du lịch Tâm Cốc. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bình Dương mang cột Hậu Giang dứa Quảng Ngãi thì tỏi ra Quảng Ngãi tỏi ra Kiên Giang Đà Nẵng là mướp trắng còn dài hết á. Đây là lễ hội sắc vàng Tam Cốc tại Ninh Bình, tại khu du lịch Tam Cốc Ninh Bình, một năm một lần lễ hội để mừng một bà veo rồi. Bà chở nặng phết, nhiều dưa phết đi. Vĩnh Phúc chuối à. Hưng Yên nhãn à. Rồi, đã hết đoàn nông sản rồi, giờ đến đoàn đại biểu khách mời với lại du khách. Đấy, mọi người đang đi vào khu du lịch Tam Cốc nha. Đây, Bến Thánh. Khách nước ngoài này đang xem này, đúng không? Người khách du khách nước ngoài. Lễ hội sắc vàng Tam Cốc hôm nay là hoành tráng. Có bây giờ sản vật cho của 63 tỉnh thành.
còn du khách từ sau nhé. Đây là bến Thánh, cửa ngõ để vào khu du lịch Tam Cốc. Mọi người có thể lên bến thuyền đây và đi đèn Thái Vi cũng là lên trên này nha. Khi quý khách đi gói combo 340.000 là sẽ được đi vào khu du lịch Tam Cốc qua ba hang và sau đó được lên đây để đi vào đèn Thái Vi và những điểm khác, xe điện sẽ chở mọi người đi chùa Bích Động, Động Tiên, ở chờ lên chùa Linh Cốc. Đấy. Rồi kẹt hang cá rồi. Đi qua đoạn này là đến hang cá đầu tiên nhé, hang cá xong đến hang 2 xong đến hang 3. Vào khu du lịch Tam Cốc quý vị sẽ đi qua ba hang động xuyên núi, hang cá hang 2 và hang 3. Thì đoàn thuyền đã di chuyển vào khu du lịch Tam Cốc thì em xin dừng video ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nào yêu thích kênh Miền Đất Việt thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cũng như nhận thông báo để nhận thông báo khi có video mới nhất được đăng trên kênh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị có thể like, chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại video tiếp theo.